Chiến thắng đã trở thành bản chất thứ hai với Kipchoge, đến mức gần như được mong đợi ở mỗi giải. Nhưng cô bất ngờ nhận thất bại trong cuộc đua cuối cùng của mùa giải, trang Canadian Running Magazine bình luận. Kipchoge, trái, nhận HC đồng nội dung chạy một dặm tại giải VTT chạy đường bộ 2023 ở Riga ngày 1 tháng 10. Ảnh, World Athletics, ở nội dung chạy một dặm nữ tại Riga 2023 ngày 1 tháng 10. Kipchoge giành HC đồng với thành tích cá nhân tốt nhất, PB, là 4 phút 24 giây 13. Đây là lần đầu tiên chân chạy Kenya nằm ngoài top 2 giải thế giới sau 4 năm, kể từ khi cán đích thứ tư tại bán kết 1.500m tại giải vô địch Điền Kinh Thế Giới 2019 ở Doha, Qatar. Nhưng khi đó, cô vẫn vào chung kết và giành HC bạc với kỷ lục quốc gia 3 phút 54 giây 22. Còn lần gần nhất Kipchoge nằm ngoài trong hai tại phần thi chung kết một giải thế giới là khi cô cán đích thứ 6 nội dung chạy 9.858 km tại giải vô địch Việt dã Điền Kinh Thế Giới năm 2017 tại Kampala, Uganda. HC vàng nội dung chạy một dặm nữ tại Riga 2023 thuộc về Diribe Welterji, runner Ethiopia nước rút để vượt lên trong 100m cuối cùng và phá kỷ lục thế giới ở giải chạy toàn nữ với 4 phút 20 giây 98. Kỷ lục trong cuộc đua chỉ dành cho nữ phải được thiết lập trong các cuộc đua không có vận động viên nam hoặc pacer nam, người dẫn tốc. HC bạc thuộc về đồng hương của Welterji, Friwini Hailu với PB 4 phút 23 giây 6. Sau khi về đích, Kipchoge không giấu được vẻ thất vọng. Cô ngồi sụp xuống, chống tay và gục đầu vào hàng rào, trong lúc được một thành viên ban huấn luyện an ủi. Dù vậy, trước khi rời Riga, kết thúc mùa thi đấu 2023, chân chạy 29 tuổi vẫn tỏ ra hài lòng, nhìn lại những thành quả trong năm. Sau một năm tuyệt vời đến khó tin với 3 kỷ lục và 2 chức vô địch thế giới ở các đường chạy trong sân vận động, tôi tự hào khi khép lại.